Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đi thăm chú chó non, chú chó át chủ bài của gia đình nhà mình. Vậy là một tháng rồi mình chưa gặp chú chó non này. Đây là cánh đồng của chú chó non đó. Rất là lâu rồi không ra thăm. Trước thì chú chó át chủ bài này chỉ được chăm sóc tại chuồng thôi. Và cách đây một tháng thì gia đình nhà mình đã cho chú ra cái vùng cỏ bát ngát này để chuẩn bị cho cái chiến dịch tập thể lực. Và không biết là bây giờ cái chú châu này thì cái sức khỏe của chú như nào, thì chúng ta cùng đi xem nhé. Đi tham quan vùng đất nhiều cỏ này để xem là cái chú châu này giờ béo ra làm sao hay là ốm đi ra làm sao. Đi thôi. À đây rồi, đã tìm ra. Chú này đang nằm ở dưới vũng bùn. Các bạn đã nhìn thấy chưa ạ? Nhìn thấy bộ mặt của ông át chủ bài này chưa ạ? Nhìn... Khi mà ra đến ngoài này thì một tháng nay thì nhìn trông có vẻ là ông chủ át chủ bài này người đã săn chắc hơn và nhìn trông khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Đuôi rất là dài luôn, đuôi chạm đường luôn. Tương lai là ông chủ át chủ bài này sẽ được mang sang Trung Quốc để tham dự các lễ hội ở bên đó. Và rất là hy vọng là ông chủ này sẽ có đủ sức khỏe để chiến đấu, để sang cống hiến như ông châu 600 triệu năm 2018 nhà gia đình nhà mình. Cặp mắt rất là đỏ. À, xin chào. Xin chào nghệ nhân. Quay đấy. Đau chắc bị sâu. Đó rồi. Không gì thì còn đi còn thọt thọt cơ. Không nào thử khoái thử mấy con trâu không thăng này.
con nào? Thử con trâu bắc này. Hả? Rồi ra mang cái thử trâu bắc mà. Hai lông.
lắm ruồi cậu nhỉ. Nay trời rất là nắng. Ông át chủ bài đấy rất là chịu khó ăn. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người. Đừng quên subscribe kênh Nam Biếu TV và kênh Chọi Châu TV để cùng xem nhiều clip về những ông át chủ bài, những ông trâu đẳng cấp nhất tại trang trại châu chọi ở Hải Dương. Và đừng quên follow kênh TikTok Nam Biếu TV nhé, để xem những cái clip về ẩm thực cũng như những ông trâu hay nhất, xuất sắc nhất và những ông trâu đạt giải vô địch nhiều nhất ở tại bên Trung Quốc. Xin chào và hẹn gặp lại.